Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hiển Thiên TV trong phần chơi Minecraft on the mod 6. Mình đang treo máy ở trên cây để có thể kiếm thêm mana và nãy mình cũng có làm thêm một cục uh, el steel. Bây giờ xuống dưới kiểm tra một cái. Ta sẽ có thêm được mana rồi nè, đủ làm được rồi nè. Bây giờ thêm được một cục el steel nữa đó, để làm luôn đi. Đây Pixie dust nữa. Rồi elemental. Ta lấy thêm. Và nó sẽ tích lũy thêm rồi mình làm thêm. Và tổng cộng là ta đang có là 6 cục L steel Và được 7 cục nè Cục thứ bảy bắt đầu làm Bỏ vào trọng bắt đầu chiếu 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 mana lấy rất là nhiều Đây Rồi và để nó chế tạo đi nha Thì trong thời gian giữa hai tập Mình cũng qua bển đọc thần chú Và mình đã mở được cái rune thứ hai Chúng ta sẽ có Blood Side. Và mở lên đây để coi thông tin về Blood Side. Đây là cái cổ ngữ thứ hai ha, nó nói về ma thuật về máu này nọ. Và qua đây lụm cục này một cái. Giờ để kiểm tra mana một cái. Mana này thì thôi tốt nhất là đừng làm đi. Có thể đủ á, nhưng mà đừng làm, mất công nó lại hụt đi nữa uổng lắm. Giờ mình sẽ cần phải cất cái El Steel vô. Ta coi lại ở trong bản mod Elolon. Đây, bản mod này rất là hay ha các bạn. Rồi giờ mình sẽ cần phải có một cái bông. Chúng ta cần phải có cái bông. Giờ làm cái uh, cái pot trước đã. Giờ cái pot chưa có hả? Lấy uh, brick đi. Có luôn. Đây làm luôn. Giờ lấy xuống, giờ cái bông, lấy cây nấm fungus để gia tăng sức mạnh cho cái ontha. Ở đây. Giờ đập cái chén ra. Lấy cái này ra. Và cắm cái này lên. Thì cái bông xịn nhất sẽ là cái wither rose thì chắc là mình sẽ đi kiếm Widow luôn á. Rồi giờ để lên nha. Bây giờ khi đã có cái rune mới thì đừng có đọc cái kiểu cũ nữa, cái kiểu này nó yếu lắm, chơi kiểu khác mạnh hơn. Giờ muốn mạnh hơn đúng không? Vô đây, có sacrifice animal, nghĩa là bắt đầu dân của hiến tế rồi nè. Ta sẽ hiến tế một cái con vật. Và ta sẽ cần phải để con vật đó, thì mình sẽ cần phải bắt con vật nào đó đi tìm một con vật gì đó. Bé heo. Bé heo ơi mấy tên đó hả à mấy tên đó chưa được đâu mấy tên đó thôi à bé heo đen suy nghĩ suy nghĩ à, đi kiếm một bé khác coi có bé heo hồng bắt lấy rồi ta sẽ hiến tế bé heo qua wow, đây bé heo ơi giờ cần phải đặt ở ngay đây hoặc là ở trên cái chén này luôn nha ở chén thảnh á như vậy là giờ mình sẽ để xuống trước các bạn coi cái chén này nha Nó không có đầy dưới chân hết á Chém một cái Hiến tế vô trọng Nó chơi miếng thịt của tôi Mấy con chuột này <laughs> Nó chơi miếng thịt heo của mình luôn Và trong đây cái chén thánh đã có máu à, Ghê chưa Người ta gọi là huyết tế đó Giờ mở lên Mình sẽ cần phải có con mắt rồi thêm cái này đúng không? Ta sẽ bấm pen pen và huyết tế một cái và nó sẽ rút phần máu ở trong đây đi. nó giữ chưa? Như vậy là Ôi, oh, vừa mở thêm ra luôn rồi kìa. Thì cái uh, rune ở bên dưới á là trong uh, tập trước là mình chỉ cần có một lần uh, nguyện cầu cái uh, ba cái này nè là tự động nó mở ra luôn à. Thì giờ chúng ta đã có thêm cái này nữa là quá đã luôn. Rồi vô đây coi. Đây là cái rune mới về linh hồn. Linh hồn nha, linh hồn mở ra được gì nữa đây. Vô đây coi. Touch up darkness ghê hồng, thích up tác nè nè Law lo nè thấy không đó đây là một cái ma thuật hắc ám đó rồi stone on ta nâng cấp lên và cần phải có sâu sát ha và cần phải có pewter lay như vậy là phải chế tạo cái magic band và magic band đây công thức không khó mở lên cái qua đây bấm công thức magic band pen có luôn rồi tuyệt vời giờ magic work Band này mình sẽ tạm thời mình để ở ngay đây nha, tạm thời thôi. Và mở lên. Giờ công thức của nó sẽ cần phải có gì để làm được cái uh, unholy symbol. Ở đây chưa thấy. Unholy symbol phải vô đây. Giờ uh, cái này và ta sẽ cần phải bấm cái này. Và mình nhớ lộn chút xíu, ta sẽ cần phải có cái inlay. Inlay đâu? Đây là pewter inlay. Đây. Giờ để làm bốn cái luôn nha filter inlay Rồi mấy con chuột nó ồn quá Mình sẽ quăng xuống đất Mình xách cái cuốn này ra Bây giờ mình mở cuốn này lên và đọc thần chú Thì thần chú để biến đổi Chúng ta coi thần chú biến đổi cái thất up darkness nè Đây Đây là cái công thức biến đổi Bấm 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 Đọc và nhớ nhìn về phía mấy cái cục này nha Phải nhìn mới được nha Và không được Filter inlay À, nó không chơi filter inlay Và đoạn mình thực hiện công thức của cái filter inlay Nó bị lỗi rồi Cho nên mình phải quay lại Giờ ta sẽ dục cái filter inlay ra Chỉ một cái duy nhất thôi Và mở lên Đây là cái chan hay là câu thần chú mà cần phải đọc nè Giờ bấm xuống đây Bang 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 Và đọc một phát Nhớ nhìn vô chổng nha Mình không nhìn vô chổng Nó sẽ không có biến đổi đâu Phải nhìn vô Rồi giờ ta sẽ làm lại lần nữa Nhưng mà quăng hết một đống này luôn ba cái và nhìn vô bang 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 được không chắc chắn là không được đó lý do vì sao mà hồi nãy mình làm không được đấy giờ chỉ cần quăng một cái vô thôi ta làm lại lần nữa và bấm đó giờ sẽ được thành công và chế tạo được những cái unholy symbol giờ mình sẽ thử gắn cái open crate ở phía trên và thêm cái hopper vô rồi đập ra đập ra Đừng có rớt vô trong cái nồi đó nha Rồi bây giờ bên trong đó không có gì Nước đang sôi Và ta sẽ cho vô trọng Là hai cái redstone đúng không Để coi lại phát Đây là cái Akengo hai redstone một sâu Ủa bậy Cho kỳ cục vậy Mở lên bên đây hai redstone Ủa sao lụm lại hết rồi Sao mình lại lụm lại hai redstone Ủa 4 Raptor À biết rồi tại mình đang cẩm này thiệt tình luôn á Bỏ vô Rồi nó có rớt vô trong chậu không Có Biến đổi Và thêm hai vàng nhanh nhanh Không kịp là lỗ đó Vậy rồi được rồi đó Rồi chế tạo go inlay lay thôi Đơn giản Thì mình coi thử coi mình có thể bỏ theo đường đó được hay không Cho nó dễ Chứ khỏi đứng trên đó nữa Đỡ mất công Và ta vô trong này bấm công thức để lên go in lay một cái smooth tone và thêm những cục đá ở đây đây là bức tượng mới elder statue và không mất cái symbol nha rồi chỗ này cần phải nâng cấp lên theo elder statue là phải có lên cái stone on tha. phải xịn hơn nữa filter lay và filter lay ta làm thêm từ filter thôi Bang. và cần phải có 6 cái làm cái bàn rồi công thức Ở bên đây sẽ cần gì nữa Stone Slab và Stone Vậy là cần có Stone Slab thôi Stone Slab ở đây Và đá nhẫn có luôn Để làm thêm mớ nữa Rồi để ra đây Mở qua bên này Coi coi những cái xung quanh nó còn cái gì nữa Nó sẽ còn có Soul sát Rồi để vô Soul Shack Filter in lay và hồi nãy thấy có cục gì trắng trắng ở trong Là cục gì Thiêu tên lay nằm đây Rồi để vậy mới đúng nè và, và bị gì bị gì Từ từ Thiêu tên lay à, smooth tone slap Rồi sai rồi Smooth tone slap Nó phải nhẵn mới được Nó không có nhẵn thì không có chơi được Phải như nè rồi ta mà cần phải bỏ vô trọng một lần nữa để vô để vô rồi sâu sát lấy hai bộ quá đã rồi cất đi có rồi đó như vậy là nâng cấp được cái bàn này lên rồi bây giờ cái ontha nó sẽ xịn hơn nữa và nó mạnh hơn nữa mở lên coi ở trong đây chúng ta sẽ có cái ontha stone ontha stone ontha là nó cũng phù hợp cho những cái nghi lễ bình thường thôi nhưng mà cần có những nghi lễ mạnh mẽ hơn thì sẽ cần phải có cái một cái tế đàn bằng đá và tế đàn bằng đá thì cũng để đồ giống y chang vậy thôi quá giữ luôn á elder stay till nè là chúa tể bóng tối sẽ rất là yêu thích khi mà và cho chúng ta biết thêm những cái tri thức mới về một cái thế giới khác đó, lúc đó phải đặt cái tượng này lên nha giờ mình sẽ cần phải chuyển hết quý một cái khu vực này đi qua một nơi mới thì mình đã chọn được một nơi rất là đẹp thì để tạo được cái vẻ huyền bí uh, ma quái kỳ dị thì mình sẽ đem xuống bên dưới ở ngay chỗ này luôn bên dưới nhà của ông bác sĩ chuột bây giờ cần phải đập cây cột này ra cây cột này bắt buộc phải di dời đi rồi cây cột này đi ra ngoài để mình có một cái đường đi xuống bên đó và để cái này xuống đây đây là nghĩa trang bên dưới nghĩa trang là có một cái giáo phái bên dưới đó nghe thấy ghê ha rồi, chọn ở đó. Và qua đây. Qua đây. Đập cục này ra. Đập cái này ra. Rồi, bây giờ ở ngay tại đây. Chắc là ta sẽ bắn súng luôn đi. Bắn súng 3 x 3. True. Rồi, true đi. Và để coi thấp sáng lên luôn nha. Bắn xuống. Và 3 x 3 như vậy Thì nó cũng hơi hơi sát rồi vậy là mình sẽ cần phải bắn dọn xuống một chút nữa đi chúng ta sẽ xuống dưới sâu sâu một chút xuống dưới tầng đá đi đúng rồi xuống dưới tầng đá làm việc cho dễ đừng có sát trển quá sát trển nó không được hay lắm rồi trời bắt đầu tối rồi đó ông nó ông biến mất nữa rồi kìa ở trong này thì mình sẽ cần phải dán lại luôn nè tại vì ta sẽ xuống dưới tới đây xuống dưới cỡ này còn khoét cái vách tường lên nữa À như vậy là ở đây là vừa ha. 50 luôn, cả 50 luôn đi. 50 là được rồi đó. Rồi bây giờ mở lên 3 x 3. Thì trong này thì mình sẽ làm một cái phòng cao 7 ô. 7 ô rồi để bắn 3 x 3 dưới này trước. Coi 7 ô nằm đâu cho dễ. Đó, 7 ô và cách ở đây là 1. 1 2 3 nè. 3 4 5 6 7 8 8 cỡ chừng đó để sau này ví dụ như mình có muốn nâng cao hơn nữa thì mình còn có chỗ mà nâng cao chứ đã lỡ xây cái sàn rồi mà khoét xuống dưới đó thì nó mệt lắm bây giờ mình sẽ bắn về phía bên kia mình vừa dọn ra một cái phòng xong và cũng trang trí sơ sơ cái này là còn trang trí nữa đó giờ ta sẽ lên đây ở chỗ này có chỗ bước lên và trên này sẽ để cái tế đàn mình sẽ gắn cái tế đàn lên đó tới đàn bằng đá luôn có chỗ cho mình đứng nè thấy không vậy mới được rồi còn bao nhiêu đồ ở phía trên Ta phải lên trển lấy xuống Và ngay tại đây thì mình đang suy nghĩ Chúng ta sẽ phải di dời chỗ này một cái Thì có thể là mình sẽ để cái bàn gỗ trên đây Rồi cục này chắc chắn phải đem đi chỗ khác Mà đem đi đâu bây giờ Đem đi đâu Đem xuống dưới Để ở đây hả Giờ nhiều đồ quá Để bay ra ngoài một cái Lấy cái bàn ngoài kia Đây là cái tế đạn ngoài đây để tạm nè Đập ra Đập ra và có rất đồ tùm lum kìa giờ cất cái này đi dọn đồ một phát chứ nếu không là lát nữa tùm lum đồ luôn á rồi đập mấy cái đầu này ra hết nha đèn cày gì này nọ đập ra bức tượng này không cần xài nữa giờ đồ xây dựng thì tạm thời cất vô cất vô chúng ta sẽ bài xuống bên dưới đó gắn xuống tất cả những thứ cần thiết nhảy xuống rồi qua đây Thấy ghê chưa? Xuống đây là thấy ghê hơn rồi đó Rồi Để bức tượng này lên Để cái chén thánh ra giữa Đây và hai cây đèn cày hai bên Ngậu hớn liền Gắn cái này lên Và cái bông Chắc chắn phải đổi lên cái bông xịn hơn nữa Là Wither Rose Trong này không có máu đúng không? Không có máu Hiến tế Chém một nhát Có máu Lấy máu con heo Mở lên peng 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 đọc một phát và ok có được thêm knowledge mới kìa tri thức mới đã được mở ra nhưng mà mấy cái rule này chưa mở ra tiếp tri thức mới sacrifice villager nghe ghê chưa ta sẽ mới hiến tế một người dân làng <laughs> hiến tế dân làng luôn nha dữ lắm nha rồi uh, hiến tế dân làng thì dân làng bắt là chuyện bình thường nhưng mà mình muốn thử hiến tế cái ông người nhà trời coi ông thương nhân tỉnh trời rớt xuống đâu rồi ông chạy đâu mất tiêu rồi ông biết ông biết mình sẽ bắt ổng nhưng ông chạy mất tiêu rồi à, như vậy ta sẽ cần phải đi tìm người khác người khác thì qua ngôi làng nào đó bắt đại đi Bây giờ khoan khoan để xuống dưới xử cái đã tình hình ở dưới chưa có ổn giờ đi xuống dưới đây mình sẽ cần phải có một cái đường đi xuống thì như mình nói hồi nãy là mình sẽ cần phải dỡ này ra ngoài sau Tại mình đang định để cái bàn gỗ đây nè Ta có cái wooden on ta Thì bàn gỗ À bàn gỗ có thể Để ở phía sau này cũng được Không sao phía sau này cũng được nè Giờ mà phải chuyển cái này cái Phải chỉnh một phát Té nữa rồi Té xuống thẳng dưới đây luôn Ghê hồng Bên dưới nhà có ông bác sĩ chuột thật là căng thẳng Đập này ra Đập cái này ra Rồi đập ra Ở bên đây cái uh, wifi có thể gắn ngược được không Coi thử coi Nếu gắn ngược được thì tốt Không gắn ngược được thì mình sẽ cần phải đẩy lên phía trên thôi Coi coi nha Wifi gắn ngược được <laughs> Hay quá Gắn ngược được là tốt rồi đó Đỡ mất công mình thôi Mình không muốn chuyển cái gì chỗ đó hết trơn hết đó Như vậy là ta có thể che chắn được rất là nhiều thứ ha Bây giờ ở đây uh, Lấy cái đăng nôn một cái Và xây dựng bằng đá cội luôn mình sẽ để cái lỗ chỗ đó còn không thì mình lắp lại luôn khỏi cần để cái lỗ đó và trời tối thì sao mà ổng lỏng uống thuốc dữ vợ ông bác sĩ chuột bây giờ trên đây chúng ta sẽ có để lên à cái bàn sẽ cần phải đập những cái thảm này ra rồi cái thảm nó rất đau mất tiêu rồi rất vô người mình rồi. rồi lấy ra để qua bên đây để bên này đó nhìn thấy có cái đó bên đó đúng không và để bức tượng ở đây lên thôi ờ à, thôi 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 à, để cái này lên giờ có cái bàn thôi Thấy căng thẳng quá rồi giờ tạm thời để vậy trước đi và biết trên đó trời tối rồi giờ để cái bàn lên thôi không có cần để tượng tiết gì chân hết á vậy là được ông đó ông đã tàn hình rồi và bên dưới Chúng ta sẽ có một cái khu vực dành riêng cho khu này ha. Ở đây thì mình sẽ cần phải chỉnh lại vài thứ. Ví dụ như là ta chơi vô những cái miếng này nè. Đó. Cho cái phần gỗ nó có cái cảm giác uh, thời gian đã ăn mòn hết những thứ ở bên dưới này. Giống như ở trên kia thôi. Thì lấy thêm cái slab nữa đi. Ủa không có luôn. Không có là thôi không sao. Không có thì cũng không sao. Giờ để ngang để dọc để qua để lại để tới để lui miễn sao là nó có cái phần nó bị bể ra là được đó ta thêm vô thêm vô vài chỗ nữa là ok rồi đó đây bên này với bên kia còn được hai cái đúng không bên đây uh, cho thêm một cái nữa đi người ta đi luôn rồi bên này đó nhìn bên dưới này là khác biệt hẳn thấy không ở phía trên này thì mình sẽ cần phải thắp sáng thì mình sẽ chơi mấy cái lantern đi ta làm thêm mấy cái lồng đèn bấm công thức ầm chục cái ở trên đây ở đây có thể treo lồng đèn hoặc là để lồng đèn lên trên đây cũng được nè để mình để lồng đèn lên trển để lên để vô trọng chỗ, chỗ đó có chỗ thắp sáng rồi đó nhưng mà vẫn cứ để lên đi đây là những cái lồng đèn rồi ở ngay tại đây ngay tại đây thì có thể là ta sẽ cần phải trang trí lại một phát cho nó giống như cái cửa đó nó giống như cái cửa đi lên vậy nhưng mà tại vì nó nhỏ quá á, nên làm nhìn nó hơi hơi kỳ kỳ thôi vậy cứ để ngang thôi không sao đâu để ngang đi bật bật và bật xong ở bên đây thì mình chưa có để tại vì nhiều khi nó dướng ngay chỗ cái elevator dịch chuyển á mình chưa có để rồi bên dưới này coi như xong rồi Giờ còn thiếu một món trang trí thêm Những cái mặt nhìn nó ghê ghê một chút cho nó đẹp Cái mặt ghê ghê đó nó nằm ở đây Necrotic Lấy một phát là thấy nó ghê ghê liền rồi đó Và cần phải có thêm cái filter inlay Lấy thêm mở nữa đi Rồi làm thêm Bang. Làm hết luôn rồi Làm hết filter inlay rồi Giờ cái này nhìn đã lắm nha Giờ ví dụ như cây cột ở đây đúng không bật bật đó ngầu chưa để lên một cái là nhìn thấy nó ngầu liền thấy không à, ở phía sau này để lên cao một chút chắc cho lên cao một chút đi bên đây hơi thấp đem lên cao lên một ô nữa chúng ta để lên trên có ngọn lửa để lên là đẹp luôn ha giờ để cây đèn cày lên thì sao ha nó sẽ ra như thế nào à, candle candle đâu đèn cày đây cầm cái đèn cày lên mà chưa cháy nhìn kỳ quá tháo xuống giờ nâng cấp cây đèn cày đây và đây rồi gắn vô nó không sáng nó không sáng nó mà sáng lên là đẹp biết mấy luôn rồi vậy là mình sẽ cần phải gắn thêm cho bốn cái đây nữa vậy thì cái này có thể để tạm ở bên dưới chúng ta có thể để ở bên dưới này nè rồi mình làm thêm đi đó rồi, công thức của đèn cày đâu pen làm thêm mớ đèn cày coi rồi đèn cày này không có cần cái chân đèn đâu giờ mình có thể để nó ở đây đó và nó sáng lên thôi con đường này để đây đi để đây đập ra đập ra đập ra mấy cây đuốc đập ra luôn đuốc không có cắm ở đây nha giờ con đường dẫn vô trỏng thấy ghê chưa chỗ này đập ra một cái giờ ở đây thay đổi cái cho nó dễ dàng đặt mấy cây đèn cày xuống và kéo vô bên đây đập này ra để cái này xuống để qua rồi chỗ này nữa Đó, nhìn là thấy uh, ghê ghê liền một không khí ma mị giờ chỗ này đi chúng ta cần phải thay đổi để cho nó phù hợp hơn cắm đèn cày á mà cắm đèn cày ngay tại đây cắm xong đi rồi tính đó cắm một con đường đi vô <laughs> bước lên thấy ghê thiệt giờ thêm hai cây nữa đây còn bốn cây và có thể cho hai cây ra đằng sau cắm ở phía sau đó con đường đi vô mà hơi nhiều rồi đó <laughs> cảm giác như nó hơi nhiều Thôi để mình giảm bớt coi nó ra làm sao Giảm bớt giảm bớt Giảm xuống Số lượng vừa phải thôi Cấm nhiều quá nó nhìn nó cũng kỳ lắm ờ, Và nó, nó lấy cây nào vậy Nãy đập lộn rồi Đập lộn Đập cho nó giống nhau Để cho nó nhìn nó đẹp hơn Đó bước lên trên đó Ghê chưa chờ tắt cái night vision đi coi trong này được thắp sáng thì mình nghĩ là ánh sáng cũng vừa đủ á rồi và bên đây đi vô nó sẽ còn một cục bên này nữa để gắn cái này xuống luôn. Night vision hết chưa? Hết rồi đó. À, nó còn một vài chỗ từ từ bình tĩnh, còn một vài chỗ có thắp sáng ở cây súng mining á, laser mining laser á, đập mấy cái này ra, đập ra và đập ra. Đó, cảm giác ma mị Ghê 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 <laughs> Xuống đây là thấy ghê ghê rồi đó Hai bên là có hai cái này nữa là thấy không Đã chưa Và có chỗ tối không Thắp sáng vậy thì cũng sẽ không có chỗ tối Ở trên này thì đổi lại chơi uh, Cắm đèn cày cũng được nữa thấy không Đèn cày thắp rất là sáng luôn á Vậy là mình không cần chơi mấy cái lồng đèn nữa nữa mình sẽ đổi sang đèn cầy luôn Đèn cầy nhìn đẹp hơn ba thấp đèn cầy lên bên đây và lên bên đây Giờ mình sẽ lên đây để chỉnh lại Bỏ mấy cái này đi Đập ra Ta sẽ không có trang trí như vậy nữa Thay đổi nha Rồi nhà của ông bác sĩ chuột là thay đổi Rồi đập ra đập ra rồi mục tiêu ban đầu là Ông bác sĩ chuột là người canh giữ Cái nghĩa trang Nhưng mà ông bác sĩ chuột bây giờ đã biến chất rồi thay đổi <laughs> ta sẽ cần phải thay đổi cho đúng với lại cái uh, chủ đề Rồi, lấy ra ở đây thì mình sẽ ốp kiến lên thôi uh, kiến màu kiến gì này nọ nè mình đang cầm rất là nhiều loại kiến thì mình ốp lên mình che lại cho khu vực bên dưới nó đầy đầy lên cái có màu gì nữa không màu hồng màu gì đó cho vô màu vàng và còn cục bên ngoài nữa kìa nó rớt ra ngoài rồi rồi để đây nha để đây kiến bẫy tùm lum hết trơn hết á còn màu gì nữa không ta cho màu xanh vô cái coi màu xanh vô đây nó sẽ kết nối mình đã sửa lại xong những phần kiến bây giờ ở chỗ này cũng sẽ chỉ là kiến mà thôi rồi ở đây nó hơi hụt chút có thể đi vô được luôn á ta chơi màu vàng vô đây một cái đi màu vàng nó sẽ nằm ở bên đây thì miếng kiến đó coi như là được đầy nhất luôn á Còn những cái dưới thì nó bể tan nát Và bên đây Bên đây chắc cho thêm màu Màu hồng hả Màu hồng đầu đó có Màu xanh Chắc phải làm thêm mớ kiến màu trắng Để nhìn cho nó khác khác chút Ta sẽ cần có white class White stand class đâu Bấm công thức Pen Rồi bỏ cái này đi Và làm thêm một mớ ở ngay tại đây gắn vô nó có hai màu trắng ở ngay đây nữa chứ đổi đổi liền không có để hai màu trắng nó gần nhau được vô đây và màu đỏ vô trống đó nó sẽ có sự khác biệt liền rồi như vậy chỗ này bắn cái miếng màu hồng ra là dọn dẹp xong ở trên đó coi như ổn và dọn cái này luôn đập cái cây này ra luôn không để cây này nữa bởi vì nơi này không còn đúng nữa đập ra ở đây sẽ là nơi nhà của ông bác sĩ chuột thôi rồi đập ra đập ra đập ra luôn đập ra đập cái này ra luôn rồi trên đây mình sẽ gắn lại cho nó đúng ta sẽ cần phải có cái slab nè đây một cái slab và kẹp vô rồi được rồi đó xong xuôi bên trên này cũng đã xong rồi ông bác sĩ chuột đây là nhà của ông bác sĩ chuột bên này có những cái nghĩa trang những người mà ông không cứu được là cho ra đây nằm nha rồi, nhìn vô và ông bác sĩ chuột bên trong này mới ghê nè bên dưới là gì vậy hả tại sao bên dưới nhà ông bác sĩ chuột có thế này nữa thì căng thẳng chưa rồi bây giờ ta sẽ cần phải đi bắt một người dân làng dân làng đâu sắp tối rồi hả wow Bây giờ lấy cái này ra kéo một cái coi có được gì không kéo một cái và được nickel sai trong vòng mười mấy giây mười mấy phút nickel sai là để tìm nickel thôi chứ không có gì lạ đâu giờ mình đi ngủ một phát để ta bay qua ngôi làng bên kia bay qua đây người nào là người xấu số sẽ bị tôi bắt đi đây ha 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 Ai ai là người xấu số sao làng gì vắng tâm vậy? Không lẽ qua đây bắt hoài ta? Nhớ đâu qua đây bắt hoài đâu? Còn có hai người à hả? Có hai người dân thôi. À, chỗ này coi bộ không có được vui rồi. Rồi ta kiếm ngôi làng khác đi. Ngôi làng này còn có hai người. À. Ta bay bay về đây, rồi bay ra biển, bay xuyên qua biển luôn là sẽ đi tới ngôi làng nằm ở trong cái chỗ đá Orkwood đó. Ờ, ẩn dưới sau những cái tán cây sẽ có một ngôi làng. Bay qua đây. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Đâu? Đây. Ngôi làng đây. Và bên kia lửa cháy âm sùm kìa. Chạy đi mọi người ơi, chạy đi, chạy đi. <laughs> chạy liền thấy không? Chạy hả cưng? Bắt liền. Bắt về ngay và luôn. Lấy cái Wapstone đi. Warp Storm. Kéo một cái Quay về Nghĩa Trang Đó Vô trong này Và nhảy xuống đây Nhảy xuống Vô đây Giờ trong này không đầy nha Chú ý trong không đầy đâu Rồi mình sẽ lấy cái này xuống Thả người dân xuống và chém một nhát Đầy liền Rồi coi liền cái chanh đó là cái gì Sacrifice Villager Nhớ nha Phải đúng nha Bấm Tinh Và được gì đây Âm um. unlock một cái sai mới My sai Nó đây My sai Giờ tắt cái này đi một cái Ủa gì vậy Bấm chữ y nè My sai nó làm gì Nó có thể điều khiển Đã chưa Còn một cái sai nữa đó Thì từ từ chúng ta hiến tế thêm mấy bé dân làng là nó sẽ mở ra hết luôn á Thì ở trong đây Thấy là nó có đầy đủ rồi nè Mình mở ra hết luôn rồi đã chưa? Trong cái phần này đã mở ra hết nha. Ghiền ghiền liền. Đây là những cái giới thiệu. Sacrifice Villager. <laughs> Đúng là dữ dội thiệt á. ta đã cho được một người dân làng. Thì trong này mình sẽ cần phải ốp cái phần White Rock lên thêm. Để trang trí thêm cho đẹp. Ở đây thì mình cũng đã gắn thêm mấy cái đầu này ra luôn rồi. Vậy là xong rồi đó. Bên đây thì cần nâng cấp cái pot này lên nữa là được. rồi để gắn đi vô lại một cái. Đem lên trồng. Giúp cho cái onta mạnh nhất. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có được hết tất cả những phần tri thức ở trong bản mod Edolon rồi đó. Còn bây giờ, mình sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!